Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì trong clip trước mình đã có hứa với các bạn là trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tay cầm Farizi này, tải game và sử dụng mát phím bình thường như các tay cầm khác trên iPhone, trên điện thoại iPhone nha. Ở đây mình có iPhone. Trước giờ như các bạn đã biết thì tay cầm Farizi phiên bản Watch này sử dụng công nghệ cắm pin, tức là các bạn sẽ cắm trực tiếp điện thoại vô iPhone như thế này, cắm trực tiếp vô đây và nó sẽ chơi game trực tiếp Dash Store. Tức là khi mà các bạn cắm vào trực tiếp thì các bạn sẽ hoạt động được cầm joystick này và cũng như map 4 cái phím theo cái bảng này nằm đây đó. Vậy tức là sao? Tức là nó sẽ hỗ trợ những cái game mà các bạn có thể tùy biến được những cái phím mà các bạn map vào 4 vị trí này, cũng như là hỗ trợ được cái nút joystick nằm bên hông để các bạn có thể điều khiển được. Vậy thì rất là hợp tiện. Nói chung là những tựa game hot như là Liên Quân, Hổng Gì thì nó sẽ rất là ok. Còn những tựa game khác như thế nào? Những tựa game như là game offline hoặc là những game online khác mà nó không hỗ trợ map phím và nó có những cái map phím riêng biệt mà các bạn không tùy chỉnh được, thì mua tay cầm này có tác dụng gì nhiều không? Không lẽ giờ mua tay này chỉ để chơi PUBG thì cũng nó hơi phí tiền một chút. Thì ở đây mình sẽ có một cái chế độ mà mình mới biết thôi các bạn, một cái chế độ mà nó sẽ giúp các bạn có thể sử dụng trên iPhone y chang tay game sơ vậy á. Nó giúp các bạn chơi được những tựa game offline, những tựa game hot khác bằng công cụ mát phím riêng của Farizi. Các bạn thấy rồi, thì lúc mà sử dụng công cụ mát phím riêng thì các bạn phải chuyển tay Farizi này sang kết nối Bluetooth. Lúc mới nhập về mình tưởng tay này không có Bluetooth, nhưng mà thực chất là có hai chế độ lận các bạn, hai chế độ và nó sẽ có Bluetooth. Thì để chuyển chế độ sang Bluetooth để các bạn sử dụng app tại game riêng như Happy Chick giống như game sơ vậy á, thì các bạn sẽ ấn đè hai phím này, đè phím home với lại phím nguồn này. Các đề tới khi nào mà cái đèn màu đỏ nó nháy là xanh dương như thế này đó, thì các bạn sẽ vô mở cái điện thoại lên, và các bạn sẽ bắt vô cái gọi là file gì trên này. Rồi khi mở nút lên xong thì các bạn có thể tìm thấy được cái file web n ở đây đó, file web n ở đây phiên bản giao 6-8 lớp đây. Các bạn nhấn vào kết nối sẽ có yêu cầu ghép đôi đây, và các bạn sẽ kết nối được với lại cái tay cầm khi mà cái đề đứng im như thế này là các bạn đã kết nối được Bluetooth với lại Farizi rồi. Rồi các bạn sử dụng một cái app, cái app này các bạn có thể tải trực tiếp từ trang chủ Farizi.com. Mình sẽ gắn link app này ở phần mô tả cho các bạn đây, cái app có hình với cánh Farizi này đấy. Khi mà các bạn kết nối Bluetooth với lại điện thoại á, các bạn vô app này nó sẽ tự động vô cái trang tải game cho các bạn đây. Đây là cái trang tải game và giao diện của nó hoàn toàn giống hệ app. Giao diện của nó hoàn toàn giống hệt app Happy Chick. Các bạn có thể thấy tất cả những tựa game hot hiện nay như là PUBG, FF8, Contra đó. Dưới này chúng sẽ có PES 2018 luôn nè, FIFA rồi Vagory, rất là nhiều tựa game hot bao gồm cả FIFA và rú soi vô phía dưới này nữa đó. Tuy nhiên thì nó có một cái hạn chế là bằng tiếng Trung Quốc hết. Các bạn thấy rất nhiều tựa game hay và các bạn tải những cái bản game này về điện thoại mình y như Happy Chick vậy đó. Các bạn sẽ sử dụng mát phím riêng bằng tay cầm Farizi khi lại kết nối Bluetooth rồi. Cái quá trình mà các bạn tải game về từ app Farizi này thì nó rất là đơn giản thôi. Thì trang Happy Chick vậy, các bạn cứ chọn một game bất kỳ, ví dụ như mình chọn ARK đi đó, các bạn chọn vô, các bạn ấn đây, nó sẽ tự chạy tải về đây đó. Cái kho game đang chạy phần trăm tải về này, thì khi mà các bạn nó chạy xong cái kho game này á, chạy xong là nó sẽ hiển thị một cái bảng cài đặt, để các bạn ấn cài đặt và các bạn cài game trực tiếp ra ngoài màn hình. Như mình cài Alpha 9 đây đó, rất là đơn giản y như Happy Chick vậy á. Nó còn nhiều khi mình thấy cái ứng dụng này cài game nó còn chuẩn chỉ hơn Happy Chick nhiều, tại vì Happy Chick nhiều khi tải game bị lỗi các bạn xóa cài lại. Cho nên tay cầm này hỗ trợ cả hai chế độ là vừa Bluetooth chơi game mát phím bằng ứng dụng bên ngoài, vừa là vừa chơi game trực tiếp App Store, rất hay các bạn ạ. Ở đây mình đã tải một cái tựa game đó là Alpha 9, thì giờ mình sẽ thử test tựa game này với tay cầm Farizi bằng cái mát phím riêng qua Bluetooth nha. Và các bạn lưu ý là cách mát phím riêng này các bạn không nên dùng chơi trên PC nha. PC thì các bạn phải dùng cấp E này, các bạn phải cắm trực tiếp và chuyển lại chế độ màu đỏ. Thì chuyển lại chế độ màu đỏ như thế nào là mình sẽ hướng dẫn. Rồi các bạn sẽ vô đây, mình sẽ tải Alpha 9 rồi nè, đây sẽ mở game Alpha 9 lên. Thì khi tải vào xong các bạn cần tin cậy ứng dụng nữa. Những bạn nào mà sử dụng Happy Chick rồi thì cũng có thể biết cái cách tin cậy này. Đây các bạn thấy có hình thiết bị, các bạn sẽ chọn tới tin cậy, tin cậy cái ứng dụng mà game đấy. Đây mình có hình những cái tin cậy cái là xong. Và các bạn sẽ mở được ứng dụng tải từ app Farizi về đi ra Happy Chick luôn. Tức là chiếc Farizi này nó vừa có công nghệ cắp A chơi PUBG trực tiếp App Store, vừa có công nghệ Bluetooth để các bạn có thể map phím y chang như là tại Famser đó. Mà giá của tay này rẻ hơn nữa.
một cái thiết kế công nghệ rất là cải tiến. Ok, tôi sẽ có Fuzzy Wagner để nhận vào đây nè. Tiếng chung hết nhưng mà các bạn ok đây được. Đây, nó sẽ có hình tay cầm map đây nè. Giờ một lúc để vô game xem như thế nào nhé. Thực ra Alpha 9 là tựa game mà đua xe mới nhất, rất là nổi tiếng. Thực ra Alpha 8 là nó rất là hay rồi. Đây, mình sẽ đăng nhập vào Arc Game Center, không có gì quan trọng lắm. Thì về lần đầu tiên mình sử dụng cái chức năng Bluetooth trên chiếc 5G này, mình vừa mới khám phá thôi. Còn đó giờ mình vẫn chỉ dùng cái chức năng mà cắt ám pin, chơi game trực tiếp App Store thôi chứ không dùng Bluetooth. Ok, thôi thì mình sẽ kẹp cái tay cầm vô iPhone cho nó gọn. Tự nhiên nhìn khá hấp dẫn đó các bạn. Như các bạn thấy thì nãy giờ mình hoàn toàn là theo những hướng dẫn trên Alpha 9 để sử dụng bằng tay cầm này nè. Đó, mình hoàn toàn không dùng cách nó tên nha, mình để nó rờ khỏi cái tay cầm 5G luôn. Thì Alpha 9 cũng như là Modern Combat 5 rồi những tựa game khác á, thì nó hoàn toàn hỗ trợ cho các bạn chơi trực tiếp bằng tay cầm, tức là không phải mát phím, tại vì nó tự nhận tay cầm luôn. Này, nó có mát những cái setting sẵn là các bạn không mát phím được đối với tựa game Alpha 9 hoặc là tựa game Modern Combat 5. Còn những tựa game khác như là Liên Quân, rồi Free Fire, rồi những tựa game offline khác thì các bạn sẽ có chức năng mát phím. Ở đây thì nó chỉ hiển thị thông tin tay cầm của các bạn thôi. Chỉ hiển thị là 5G Wagner thôi. Trong video sau thì mình sẽ thử test một cái tựa game khác mà nó cho các bạn mát phím. Còn những tựa game này thì nó chỉ nhận tay cầm thôi. Tựa game Alpha 9 rất đẹp các bạn. Mình sẽ thử trải nghiệm một cái trận đấu thực thụ xem như thế nào. Mình sẽ cũng sẽ kẹp nó điện thoại nó vô luôn. Kẹp vô cho nó gọn luôn. Ok, thì vừa rồi mình đã trải nghiệm xong cái chế độ mà các bạn chơi bằng Bluetooth điều khiển tay cầm 5G thông qua Bluetooth với iPhone của các bạn. Thì các bạn có thể hoàn toàn trải nghiệm những tựa game khác bằng cách mát phím riêng y như Half-Life trong những cái kho game của 5G này. Kho game mà không thua kém Half-Life đâu. Nó chỉ có một cái nhược điểm là không có tiếng Anh để các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu được tựa game của mình thôi. Rồi, thì để quay lại chế độ mà cắt ám pin là các bạn hình tròn màu đỏ là các bạn sử dụng game trực tiếp App Store như thế nào. Thì các bạn sẽ ấn hai nút Home và A như thế này. Để nó để lâu chút đó. Là nó sẽ chuyển lại vòng màu đỏ, tức là lúc này là sẽ về chế độ cắt ám pin và các bạn lại đặt điện thoại vô mát phím bước sử dụng 3 y như là những clip khác mình hướng dẫn mát phím bằng này nè đó. Đó là clip cũ mình đã hướng dẫn rồi đó. Chung đi lại thì chiếc tay cầm 5G này là một sản phẩm mà
một cải tiến công nghệ rất là đột phá và rất xứng đáng là các bạn có thể sở hữu vào dịp cuối năm này. Rồi cũng đừng quên bỏ qua siêu phẩm nhé, khi mà các bạn mua hàng tại đơn vị store thì các bạn có thể trực tiếp được test sản phẩm cũng như đập hộp nguyên siêu hộp luôn, full hộp có bóng đầy đủ cho các bạn. Rồi, các bạn đừng quên là 23 tháng 11 các bạn, chúng ta sẽ có một cái chương trình giảm giá 15% cho tất cả những sản phẩm gaming gear có hiện bán tại 4 chi nhánh cửa hàng linh kiện store luôn. Nên các bạn đừng bỏ qua cơ hội cuối cùng trong năm 2018 này để sở hữu những sản phẩm ta cầm chơi game gaming gear cũng như là những phụ kiện chơi game cực chất như thế này nhé. Rồi, chào tạm biệt các bạn, đừng quên like subscribe kênh YouTube của LK Channel nhé.